xin chào các bạn. Các bạn có biết người anh hùng nhỏ tuổi trong câu chuyện Lá cờ theo 6 chữ vàng không? Đó chính là Trần Quốc Toản. Và trường chúng mình vinh dự được mang tên vị anh hùng này đấy. Trường mình nằm ở quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Hôm nay chúng mình đang chuẩn bị cho chuyến hành trình vô cùng ý nghĩa do Trung ương Đoàn phát động. Đó chính là cuộc thi Em yêu Tổ quốc Việt Nam. Mời các bạn cùng đi với chúng mình nhé. Đứng uy nghi giữa trung tâm thành phố với dải vườn hoa dập mắt cây xanh bên cạnh hồ Tam Bạc nên thơ chính là tượng đài nữ tướng Lê Trân. Tới nơi đây, chúng mình lại bồi hồi nhớ lại câu chuyện được cô giáo kể rằng chính vùng đất sơn thủy hữu tình, thiên nhiên trù phú này đã níu chân người con gái tài sắc vẹn toàn quê ở làng Vẹn, Đông Triều, Quảng Ninh. Trên đường xa cô, thù nhà nước nặng hai vai, bà cho dựng trại lập ấp, khai hoang, mở mang canh củi, luyện tập binh đao, cùng hai bà Trưng phất cờ, khởi nghĩa, đánh đuổi quân xâm lược phương Bắc vào năm 40. Bà được phong là Thánh Trân Công Chúa, trấn giữ miền duyên hải. Nhớ quê cũ, bà đã đặt cho nơi này tên gọi An Biên. Trang An Biên ngày ấy là Hải Phòng hôm nay, nhớ ơn người mở cõi, nén hương thơm nơi này. Nhìn lá quốc kỳ đang kiêu hãnh tung bay trong gió, và khi lời hát quốc ca vang lên đầy khí thế, chúng mình không khỏi bồi hồi, xúc động